Chào các bạn đến kênh YouTube của mình là Phú, sáng lập của Aventel. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu về loại thắt lưng không lỗ có thể điều chỉnh được độ dài của mình. Với các loại thắt lưng cổ điển đục lỗ thì luôn có một vấn đề, đó là thắt lưng luôn luôn không vừa với bạn. Ví dụ như là bạn đục một cái lỗ đó khi mà bạn mặc quần tây mỏng, ngày hôm sau bạn mang quần jean và ăn một bữa tối hơi bị lớn một tí, thế là cái lỗ nó thành ra quá chật. Còn ví dụ như là bạn đi tập gym và giảm một số lượng cân thì cái lỗ đó trở thành ra quá lỏng. Đối với lại các loại thắt lưng thay đổi độ dài của mình thì độ dài của thắt lưng có thể được thay đổi mỗi 7 mm. Thắt lưng luôn luôn vừa với bạn như thế này, bấm vào cái lever nó sẽ kéo ra ngoài. Tất nhiên các sản phẩm thắt lưng tương tự như vậy trên thị trường cũng có rất nhiều, nhưng hầu hết chúng được sản xuất như sản phẩm thời trang mì ăn liền, giá rẻ, chất lượng thấp, vì một lý do gì đó mà các nhà sản xuất của họ không tham gia vào thị trường đồ da xa xỉ. Còn các hãng sản xuất đồ da xa xỉ thì không quan tâm lắm đến cái rãnh trượt này. Chúng tôi dự định làm cầu nối giữa hai thế giới. Đây là một cái thắt lưng rãnh trượt thượng hạng. Cả hai bề mặt của thắt lưng đều được làm bằng da bò thuộc thảo mộc nguyên bề mặt. Nếu bạn nào có tìm hiểu về da thì sẽ biết được đó là loại da bò tốt nhất hiện nay. Rãnh trượt được khâu bằng tay để đảm bảo độ bền tối đa so với các loại rãnh trượt của thắt lưng rẻ tiền khác được khâu bằng máy. Khóa thắt lưng cơ bản được làm bằng thép khung rỉ, bền hơn rất nhiều so với các loại khóa khác làm bằng hợp kim kẽm. Như các bạn đã thấy, đây là khóa hợp kim kẽm sau 1 năm sử dụng. Còn đây là khóa bằng thép khung rỉ cũng sau 1 năm sử dụng. Bạn có thể thấy được sự khác biệt giữa hai loại khóa khác nhau. Thắt lưng được sản xuất ngay tại Việt Nam để đảm bảo chất lượng tối đa. Sản phẩm được bảo hành 10 năm lỗi của nhà sản xuất. Thắt lưng này có hàng chục màu để bạn lựa chọn. Link shop ở description. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn vào video sau.